Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp quý vị và các bạn trong tin nóng bóng đá ngày 9 tháng 6 năm 2023. Quá trình chuẩn bị cho trận giao hữu đầu tiên dưới thời của huấn luyện viên Philippe Chaussier ở cấp độ đội tuyển quốc gia đang ngày càng gấp rút hơn. Và thực sự khi mà nhìn cái khung cảnh tập luyện của gần 50 cầu thủ lại được chỉ đạo bởi một huấn luyện viên duy nhất thôi, Việt Cường mới thấy rằng nguồn năng lượng của vị huấn luyện viên gần 70 tuổi của đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng là đáng kinh ngạc đây. Bên cạnh đó là nhiều câu chuyện đáng chú ý khác, tất cả đều xuất hiện trong tin nóng bóng đá hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã theo dõi tin nóng bóng đá trên kênh YouTube Bình luận viên Tại Biên Cương. Chúc quý vị một ngày mới với nhiều năng lượng tích cực quý vị nhé. Còn bây giờ sẽ là những tin chính trong bản tin ngày hôm nay. Quang Hải và các đồng đội nuốt trọn giáo án cực khó của huấn luyện viên Philippe Chaussier. Đội tuyển nữ Việt Nam nhận doping tinh thần cực lớn, đúng là chỉ World Cup có thể mang lại một phần thưởng lớn lao đến như vậy. Giá xe Messi ở Inter Miami cao chót vót. Vâng, đó là những tin chính trong bản tin ngày hôm nay và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với tình hình tập luyện của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đội tuyển quốc gia Việt Nam vẫn chưa tập trung đầy đủ quân số do vẫn còn thiếu vắng một vài cầu thủ đang đá ở giải hạng nhất quốc gia, cũng như vẫn còn thiếu Văn Toàn và Công Phượng, những người chưa trở về từ các đội bóng của Nhật Bản và Hàn Quốc. Thế nhưng quý vị cứ thử hình dung, đấy là một huấn luyện viên chỉ đạo toàn bộ khoảng gần 50 cầu thủ trên cùng một sân tập ở hai lứa đội U23 quốc gia và đội tuyển quốc gia. Thì thực sự quý vị và các bạn sẽ hình dung như thế nào đây ạ? Huấn luyện viên Philippe Chaussier không phải lần đầu tiên làm chuyện ấy, mà kể từ đợt tập trung hồi tháng 3 vừa rồi, ông đã có thể nói là hòa trộn cả hai đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia làm một và chỉ đạo các bài tập. Nhưng đó là một giai đoạn và mục tiêu của hai đội là hoàn toàn khác nhau. Còn lần này mục tiêu là hết sức rõ ràng, đó là truyền đạt những ý tưởng của bản thân. Và thứ hai, đó là tìm ra bộ khung cho những trận đấu khác nhau. Gặp đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc là một đội hình khác, và cuối cùng gặp đội tuyển Syria lại là một đội hình khác. Thế nhiên, công việc, khối lượng của huấn luyện viên Philippe Chaussier những ngày này thực sự là rất nặng nề. Nhưng ở đó thì ông vẫn thúc các học trò phải thực hiện đúng theo mong muốn của ông. Trong đó điều quan trọng bậc nhất với tất cả các huấn luyện viên của châu Âu, đó là mọi thứ phải đưa ra dứt khoát, quyết định chuyền bóng phải thật nhanh và không có những khoảnh khắc tĩnh lại hay chậm lại làm cho trận đấu bị gián đoạn, ý tưởng tấn công hay phòng ngự bị đối phương ngăn chặn. Đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập thứ 3 chiều ngày hôm qua mùng 8 tháng 6. Trong buổi tập này, huấn luyện viên Chaussier đã rút ngắn thời gian tập luyện, nhưng ông yêu cầu các học trò phải đẩy nhanh tốc độ xử lý bóng cũng như tăng cường khả năng kiểm soát bóng thông qua di chuyển và phối hợp ít chạm. Mặc dù quân số của hai đội tuyển lên tới gần 50 cầu thủ và tập luyện trên cùng một sân, nhưng điều này cũng không gây khó khăn đối với huấn luyện viên Philippe Chaussier trong triển khai giáo án cũng như tổ chức sắp xếp buổi tập. Với sự hỗ trợ của đội ngũ các trợ lý và dựa trên kinh nghiệm dạn dày dẫn dắt nhiều đội tuyển quốc gia khác nhau, huấn luyện viên Philippe Chaussier hoàn toàn làm chủ mọi diễn biến. Ông cũng thể hiện sự nghiêm khắc, liên tục quan sát, hướng dẫn tỉ mỉ, buộc các cầu thủ phải nỗ lực để theo kịp guồng quay, cũng như tuyệt đối không được phép có sự sao nhãng. Mặc dù thời tiết không ủng hộ thầy trò huấn luyện viên Chaussier khi đổ mưa khá nặng hạt, mặc dù vậy toàn đội vẫn nuốt trọn giáo án và cố gắng nắm bắt thật nhanh ý tưởng chiến thuật của tân huấn luyện viên trưởng. Chỉ còn 4 ngày nữa, giai đoạn tập luyện đầu tiên với sự kết hợp giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam sẽ khép lại. Dự kiến đến ngày 13 tháng 6, huấn luyện viên Philippe Chaussier sẽ thực hiện tách nhóm và lựa chọn đội hình cho trận đấu giao hữu với đội tuyển Hồng Kông Trung Quốc diễn ra ngày 15 tháng 6 trên sân vận động Lạch Tray Hải Phòng. Tháng 6 này ở sân vận động Lạch Tray Hải Phòng. Còn trận đấu gặp Syria diễn ra vào ngày 20 tháng 6 tại sân vận động Thiên Trường ở Nam Định. Và trong buổi tập ngày hôm qua thì người ta vẫn thấy huấn luyện viên Philippe Chaussier, một người chuẩn bị 70 tuổi, chỉ đạo tỉ mỉ chi tiết từng học trò theo những phương án và giáo huấn tập luyện khác nhau. Ông quan sát từng cầu thủ, dành những sự quan tâm cho từng vị trí và uốn nắn từng động tác của các cầu thủ. Phải đến ngày mùng 10, tức là phải đến ngày mai thì truyền thông mới được tác nghiệp, tất nhiên cũng chỉ tác nghiệp phần đầu trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam thôi. Nhưng những hình ảnh của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cung cấp cho thấy khá là chi tiết những động tác thị phạm của huấn luyện viên Philippe Chaussier. Ví dụ như ông có thể tự mình thực hiện những động tác làm mẫu cho các học trò và yêu cầu các học trò phải chỉnh sửa. Tất nhiên, với phần lớn các cầu thủ đều đang thi đấu tại Việt Nam thì tư duy chơi bóng là vấn đề với huấn luyện viên Philippe Chaussier. Cho nên ông yêu cầu các cầu thủ là phải làm sao thực hiện nhanh nhất có thể
những pha xử lý của mình, từ những tình huống thu hồi bóng, những tình huống chuyển trạng thái cho tới những tình huống tấn công. Không có những hình ảnh cụ thể nhưng ngày hôm qua như Biên Cương được biết là cũng đã có một phần thi đấu nào đó giữa đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Và sự quan tâm của huấn luyện viên Philip Chuse cũng như nhiều đồng đội khác là sự chú ý tới Quang Hải. Ánh mắt, sự chăm chú của huấn luyện viên Philip Chuse và các đồng đội luôn hướng tới vị trí của Quang Hải. Biên Cương thấy rất là rõ điều đó. Và Andre An Khánh cũng được quan tâm khá là nhiều trong những pha xử lý của mình. Nhưng đó chỉ là một phần thời gian huấn luyện viên Philip Chuse quan tâm, chú ý và nếu có phải dặn dò điều gì thì vị huấn luyện viên này sẽ dặn dò các học trò thôi. Chứ còn thực tế là ông cũng quan sát phần lớn tất cả các cầu thủ khác. Và với một đội ngũ ban huấn luyện gồm gần 20 người thì huấn luyện viên Philip Chuse sẽ phải ghi lại từng chú ý để sau đó sẽ lựa chọn những thành phần khác nhau cho những mục tiêu khác nhau và cho những trận đấu khác nhau. Tất nhiên mọi thứ sẽ còn thay đổi khi mà Công Phượng trở về vào ngày 10 tháng 6, khi mà Văn Toàn trở về vào ngày 12 tháng 6 và một vài cầu thủ khác ở đội tuyển đang thi đấu cho giải hạng nhất quốc gia sẽ tập trung. Và tất cả đều đang thực sự gấp rút rồi ạ. Thực sự gấp rút cho dù phía trước chỉ là những trận giao hữu mà thôi. Vâng, đó là thông tin liên quan đến đội tuyển quốc gia nam. Còn bây giờ, trước khi đến với thông tin của đội tuyển quốc gia nữ, Biên Cương xin mời quý vị và các bạn cùng dành ra 58 giây để Biên Cương được chia sẻ một trải nghiệm mới, có thể nói là rất bổ ích dành cho tất cả chúng ta, những người muốn có sức khỏe tốt, những người muốn vượt qua cuộc sống đầy căng thẳng, áp lực hiện tại để có thể chinh phục tất cả và thành công. Xung quanh là gì mà hay thế? Xung quanh là Đông trùng Bách Khang. Đông trùng Bách Khang được sản xuất tại DK Pharma theo tiêu chuẩn quốc tế, mang đến sự tin tưởng cho người tiêu dùng. Đông trùng Bách Khang được cấp chứng nhận gen của Ngân hàng Gen Mỹ, chứng nhận xuất xứ nguyên liệu từ Mỹ, chứng nhận nguyên liệu hữu cơ. Phiếu kiểm nghiệm đảm bảo hàm lượng hoạt chất trong đông trùng hạ thảo. Đông trùng Bách Khang còn được sản xuất trên một dây chuyền hiện đại với công nghệ tiên tiến, khép kín, đảm bảo chất lượng tối đa nhất với tiêu chuẩn của nhà máy dược phẩm. Đông trùng Bách Khang giúp người dùng chăm sóc sức khỏe hiệu quả. Đông trùng Bách Khang, đông trùng thật, tự tin, sống chất. Vâng, như Biên Cương đã chia sẻ, đó là để được giới thiệu với quý vị và các bạn sản phẩm Đông trùng Bách Khang thì Biên Cương cũng đã dùng trong một tháng vừa rồi và cũng đã có được một buổi trải nghiệm thú vị tại nơi sản xuất sản phẩm này ở Bắc Ninh và cảm thấy rất là tin tưởng. Nếu quý vị và các bạn quan tâm tới Đông trùng Bách Khang thì quý vị và các bạn có thể gọi đến hai số điện thoại xuất hiện ở trên màn hình ạ. Đó là số điện thoại 0889333300. Vâng, 0889333300 và số điện thoại 0889775522. Quý vị và các bạn cũng có thể truy cập vào website, đó là dongtrungbachkhang.com để theo dõi thông tin cũng như là những nền tảng thông tin khác mà quý vị và các bạn có thể theo dõi trong phần bình luận đã được ghi mở đầu cũng như là thông tin dưới chân màn hình để quý vị và các bạn có thể lựa chọn cho mình Đông trùng Bách Khang, một sản phẩm rất tốt cho sức khỏe của chúng ta, cho cả nam, cho cả nữ và cho cả những người cao tuổi nữa. Còn bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đến với một liều doping khác, tất nhiên không phải là doping của Đông trùng Bách Khang mà là một doping hết sức giá trị mà có lẽ lần đầu tiên những thành viên của đội tuyển nữ Việt Nam mới được nghe, được thấy và được hứa sẽ nhận. Đó là một số tiền không thể tin nổi dành cho mỗi một cầu thủ. Đó là mỗi cầu thủ dự World Cup năm 2023 sẽ nhận được số tiền mà nếu tính ra cũng là gần 1 tỷ. Mới đây theo thông báo từ FIFA, điều kiện và chất lượng dịch vụ cho các đội tham dự World Cup nữ sẽ giống với điều kiện cho các đội tham dự World Cup nam. Bên cạnh đó, ngoài việc tăng gấp đôi quỹ hỗ trợ cho giai đoạn chuẩn bị lên 31 triệu đô la Mỹ đã được phân bổ cho các liên đoàn bóng đá quốc gia có đội tuyển tham dự vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023, FIFA sẽ bổ sung thêm 110 triệu đô la Mỹ phân phối dựa trên thành tích của các đội tại giải đấu. Theo đó, mỗi liên đoàn sẽ nhận được khoản hỗ trợ phụ thuộc vào thành tích của đội tại giải đấu để chi trả các khoản chi phí liên quan tới việc chuẩn bị và tham dự giải cho đội tuyển và sử dụng các hoạt động phát triển bóng đá liên đoàn quốc gia.
Cụ thể, đội vào vòng bảng sẽ nhận 1.560.000 USD và vào vòng 16 đội sẽ nhận 1.870.000 USD. Đội vô địch sẽ nhận 4.290.000 USD. Bên cạnh đó, mỗi cá nhân cầu thủ từ danh sách đăng ký cuối cùng tham dự giải sẽ nhận số tiền thưởng tùy thuộc vào thành tích. Nếu đội tuyển của liên đoàn quốc gia đó vô địch thì mỗi cầu thủ sẽ nhận 270.000 USD. Ngoài những điều kể trên và để có thông tin đầy đủ, tổng số tiền dành cho các câu lạc bộ từ 8.5 triệu USD tăng lên 11.5 triệu USD. Điều này phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng trong việc phát triển và chuyên nghiệp hóa bóng đá nữ. FIFA cũng lưu ý sử dụng quỹ nêu trên sẽ được FIFA kiểm toán. Một con số thật là khó tin phải không ạ? Đúng là chỉ có World Cup mới mang lại một nguồn thu nhập lớn đến vậy cho các cầu thủ cũng như cho các đội tuyển quốc gia mà thôi. Đó là giá trị đầu tiên chúng ta thấy được từ việc đội tuyển chúng ta lần đầu tiên giành quyền tham dự một kỳ World Cup. Và giá trị khác đó là chúng ta được đối đầu với những đội bóng mà trước đây chúng ta chỉ mơ thôi, cũng khó có dịp đối đầu. Trực tiếp thì sẽ là Mỹ đương kim vô địch thế giới, Hà Lan đương kim Á quân thế giới thuộc vòng chung kết. Còn phía trước sẽ là trận giao hữu với đội cựu vô địch, đó là đội tuyển nữ Đức. Mới đây thì huấn luyện viên trưởng của đội tuyển nữ Đức cũng đã công bố danh sách tập trung để chuẩn bị cho World Cup cũng như đối đầu với đội tuyển Việt Nam. Trong đó thì huấn luyện viên Vos Tecklenburg đã công bố danh sách 28 cầu thủ. Ở đây thì có 10 cầu thủ của Wolfsburg, những người vừa vô địch giải vô địch quốc gia Đức, 6 cầu thủ của Frankfurt và 5 cầu thủ của Bayern Munich. Trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ chủ nhà Đức sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 6 tới. Vẫn là không khí tập luyện tại nước Đức thì lúc này đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đang được tạo điều kiện tốt nhất. Ngày mai chúng ta sẽ đá trận giao hữu đầu tiên và mới đây thì một trong những cầu thủ trẻ lứa kế cận của bóng đá Việt Nam cũng đã tuyên bố về quyết tâm sẽ làm sao tạo ra một màn chính diện ấn tượng của đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup năm nay. Trong chuyến tập huấn tại Đức và Ba Lan, huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục cho các học trò duy trì hai buổi tập sáng và chiều để chuẩn bị cho trận giao hữu gặp câu lạc bộ Eintracht Frankfurt lúc 14 giờ theo giờ địa phương vào ngày 10 tháng 6 trên sân vận động Stadion Amsterdam. Chia sẻ về lần đầu tiên có cơ hội tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh, tiền vệ Trần Thị Hải Linh bày tỏ sự háo hức nếu được ra sân trong màu áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Khi được hỏi về mục tiêu tại giải đấu này, tiền vệ sinh năm 2001 chia sẻ: "Mục tiêu của cá nhân tôi là thi đấu thật tốt, cố gắng hết sức và thể hiện được tất cả khả năng của mình. Còn mục tiêu của đội là giành được một điểm tại vòng đấu này." Bên cạnh đó, Hải Linh cũng cho biết điều kiện ăn ở của toàn đội tại Đức đang rất tốt, nên khi ban huấn luyện đưa ra các bài tập về thể lực, các cầu thủ đều dễ dàng đáp ứng được yêu cầu. Thưa quý vị và các bạn, chưa bao giờ bóng đá Việt Nam lại bận rộn như mùa giải năm nay và cũng chưa bao giờ các câu lạc bộ lại cảm thấy đau đầu với mùa giải này, vì khi bước vào mùa giải thì cứ đá được một vài vòng đấu thì lại nghỉ để nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia tập trung, và đó là điều khiến cho các câu lạc bộ thực sự vất vả. Nhưng VPF, công ty cổ phần bóng đá chuyển Việt Nam, cũng đã rất biết tranh thủ những khoảng thời gian như thế này để gấp rút đào tạo các trọng tài sử dụng công nghệ VAR. Bây giờ thì mọi thứ đang trở nên thực tế hơn khi mà các trọng tài sẽ bước ra từng những tình huống cụ thể ở trên sân với xe VAR và những tình huống diễn biến để có thể làm quen tốt nhất với công nghệ VAR. Thưa quý vị, VAR ở V-League không còn xa nữa rồi. Sau khi đã trải qua các bước đào tạo lý thuyết và hai đợt tập trung tại phòng Lab Laboratory, tức là phòng thí nghiệm, 18 trọng tài trợ lý tham gia lớp đào tạo trọng tài VAR sẽ tiếp tục bước vào khóa đào tạo quan trọng kéo dài 11 ngày từ ngày 8 đến ngày 18 tháng 6 năm 2023. Tại khóa đào tạo đợt 3, các trọng tài sẽ lần lượt trải qua các bước đào tạo thực hành trên xe VAR với cấp độ khó được tăng dần. Sáng ngày 8 tháng 6 trên sân tập tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam, buổi thực hành đầu tiên đã diễn ra với các tình huống giả lập như việt vị, phạm lỗi kín, bóng chạm tay. Trọng tài chính sẽ tiến hành dừng trận đấu và xin tư vấn từ tổ VAR. Các trọng tài được đối mặt với tình huống bị cầu thủ quay để sẵn sàng với các trận đấu thật. Thông tin từ trọng tài chính sẽ được chuyển đến các trợ lý trọng tài trên sân và tổ VAR ngồi trên xe lưu động. Đây cũng chính là buổi kiểm tra đánh giá của FIFA xem liệu trọng tài Việt Nam có đủ khả năng vận hành VAR hay không. Hiện tại các bên đều đang gấp rút hoàn tất các bước đào tạo và kiểm duyệt để nhanh chóng sử dụng VAR vào mùa giải 2023-2024. Thưa quý vị và các bạn, VAR sẽ giúp cho các trận đấu trở nên công bằng hơn, các quyết định của trọng tài trở nên chính xác hơn. Dù biên cương dự rằng giai đoạn đầu khi VAR được sử dụng, tức là mùa giải 2023-2024 thực hiện theo chuẩn của bóng đá quốc tế, cũng sẽ vẫn còn những tranh cãi đây. Nhưng chắc chắn từng bước
Đó là điều bắt buộc với chúng ta và sẽ giúp cho bóng đá trở nên chính xác cũng như công bằng hơn. Và sẽ xác định được lỗi của các cầu thủ, nhưng VAR cũng không thể giúp cho các ban tổ chức sân có thể quét được liệu các cổ động viên có mang pháo sáng vào trong sân hay không. Đó luôn là vấn đề đau đầu với mọi ban tổ chức trận đấu. Một trong những ban tổ chức trận đấu đau đầu nhất chính là câu lạc bộ Hà Nội, nơi mà rất nhiều lần họ bị phạt dù cổ động viên của họ không đốt pháo sáng, nhưng vì họ không ngăn được cổ động viên đội khách mang pháo sáng vào, trên họ phải chấp nhận án phạt mà thôi. Và mới đây thì đã có những quyết định về những án phạt vì hành vi đốt pháo sáng. Chúng ta sẽ cùng đến với thông tin chi tiết. Hôm qua 8 tháng 6, Ban kỷ luật VFF đã thông báo về án phạt với câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định ở vòng 11 V-League 2023 do đã để xảy ra tình trạng đốt pháo sáng. Cụ thể, câu lạc bộ Hà Nội phải nộp 20 triệu đồng do để pháo sáng xuất hiện trên sân hàng đẫy, còn câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định bị phạt 15 triệu đồng do để cổ động viên đốt pháo sáng. Đây cũng không phải lần đầu tiên đại diện đến từ thủ đô bị phạt vì để xảy ra tình trạng này. Trước đó, tại vòng 5 V-League 2023, khi tiếp đón câu lạc bộ Hải Phòng, dù đã nâng cao công tác an ninh, kiểm tra vật dụng của cổ động viên, nhưng pháo sáng vẫn xuất hiện trên sân vận động hàng đẫy. Cũng trong quyết định kỷ luật, câu lạc bộ Hà Tĩnh bị phạt 2 triệu đồng do có 5 cầu thủ bị thẻ vàng trong trận đấu gặp Bình Định ở vòng 11 V-League vừa qua. Vẫn là câu chuyện của bóng đá Đông Nam Á, Việt Nam sẽ gặp Hồng Kông, Trung Quốc gặp Syria, còn Indonesia sẽ gặp hẳn Argentina. Và sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu như để sở hữu một tấm vé xem Messi và các đội thi đấu sẽ là một cái giá trên trời. Vào ngày 19 tháng 6 tới đây, đội tuyển Indonesia sẽ có trận đấu quan trọng trong đợt FIFA Days với đương kim vô địch thế giới Argentina. Xét tương quan lực lượng và đẳng cấp, chênh lệch giữa Argentina và Indonesia là quá lớn. Tuyển Argentina đang đứng đầu trên bảng xếp hạng FIFA sau chức vô địch World Cup 2022, trong khi đó Indonesia chỉ xếp 149 và chỉ được đánh giá là có trình độ trung bình ở châu Á. Theo tờ Bola, đội tuyển Indonesia có thể kiếm được rất nhiều điểm nếu họ giành chiến thắng trong hai trận đấu nói trên. Lý do là vì vị trí của Indonesia kém xa Palestine và Argentina trên bảng xếp hạng của FIFA. Vì vậy, theo trang Football Ranking, nếu thầy trò Vincent Young đánh bại được Palestine, họ sẽ cộng thêm 6,77 điểm, được khoảng 1,77 điểm nếu có kết quả hòa. Do khoảng cách với Argentina rất xa nên nếu đánh bại Indonesia sẽ nhận được 9,55 điểm, 4,55 điểm nếu hòa và sẽ bị trừ 0,45 điểm nếu để thua, con số rất thấp. Theo tiết lộ của truyền thông xứ vạn đảo, để được mời Messi và các đồng đội sang thi đấu, Liên đoàn bóng đá Indonesia đã phải bỏ ra không dưới 5 triệu đô la Mỹ, tức là khoảng 117 tỷ đồng Việt Nam. Trận đấu này được tổ chức trên sân vận động quốc gia Gelora Bung Karno. Đây là sự kiện khá đặc biệt khi lần đầu tiên trong lịch sử, một đội tuyển đang là đương kim vô địch World Cup thi đấu giao hữu với một đội tuyển thuộc khu vực Đông Nam Á. Những ngày gần đây, mọi sự chú ý của giới mộ điệu đang đổ dồn về Lionel Messi sau khi cầu thủ này gia nhập Inter Miami, đội bóng đang chơi ở giải nhà nghề Mỹ MLS. Sự xuất hiện của ngôi sao từng 7 lần giành quả bóng vàng đã mang đến cơn sốt chưa từng có tại Mỹ. Theo đó, chỉ ít phút sau khi có thông báo Messi chuyển đến chơi bóng tại Inter Miami, vé xem các trận đấu sắp tới của đội bóng đã cháy hàng, mặc dù giá vé đã được đẩy lên cao chót vót. Theo tạp chí Forbes, giá vé xem trận đấu ra mắt của Messi trong cuộc đọ sức với Cruz Azul ở giải League Cup 2023 diễn ra vào ngày 21 tháng 7 đã tăng 15 lần, từ 29 đô la Mỹ lên 459 đô la Mỹ trên thị trường chợ đen. Trận đấu đầu tiên của Lionel Messi trong áo Inter Miami gặp New York Red Bulls vào ngày 26 tháng 8 được ghi nhận tăng 17 lần, từ 30 đô la Mỹ lên 512 đô la Mỹ. Ở một diễn biến khác, nếu Anpulga đá chính ở trận đấu đầu tiên MLS vào ngày 21 tháng 8, khi Inter Miami gặp Salos FC, giá vé sẽ tăng 8 lần, từ 42 đô la Mỹ lên 356 đô la Mỹ. Cuộc đọ sức giữa Inter Miami và đội đương kim vô địch MLS là Los Angeles FC vào ngày 3 tháng 9 cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt khi vé chợ đen được rao bán 599 đô la Mỹ so với giá gốc chỉ là 81 đô la Mỹ. Bên cạnh đó, Messi cũng mang đến Inter Miami một lượng người theo dõi đáng kể trên các nền tảng mạng xã hội. Vâng, thưa quý vị và các bạn, để xem Messi đá giao hữu với Indonesia giá sẽ rất lớn, và để xem Messi đồng hành với Inter Miami giá cũng không hề thấp một chút nào. Thực ra thì đó cũng là xứng đáng thôi, vì chúng ta được chứng kiến một trong những ngôi sao lớn nhất của bóng đá thế giới chơi bóng đã là một điều hết sức tuyệt vời rồi. Giá rất cao để xem Messi, còn quý vị nếu muốn tốt cho sức khỏe của mình thì sẽ không phải bỏ ra quá nhiều tiền đâu để lựa chọn sản phẩm, đó là Đông trùng Bách Khang. Biên Cương đã trải nghiệm và thấy rằng cũng nên giới thiệu cùng quý vị. Thông tin chi tiết thì quý vị có thể theo dõi trong phần bình luận đã được ghi ở đầu rồi ạ. Cảm ơn quý vị đồng hành với câu chuyện của tin nóng bóng đá ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.